thông tin chung về visa du lịch Pháp. Để đến Pháp, bạn cần xin visa Schengen. Đây là loại visa cho phép bạn đi đến các quốc gia thành viên thuộc khối Schengen gồm Đức, Áo, Bỉ, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Estonia, Phần Lan, Pháp, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ý, Lithuania, Lithuania, Monte, Luxembourg, Na Uy, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Cộng hòa Séc, Slovakia, Slovenia, Thụy Điển, Thụy Sĩ. Trước khi xin visa, bạn cần xác định điểm đến chính, nơi bạn định lưu trú lâu nhất hoặc là nơi đầu tiên đặt chân đến. Trong trường hợp bạn xin visa Pháp thì Pháp sẽ là điểm đến chính trong lịch trình của bạn. Các giấy tờ không thể thiếu khi làm visa Pháp công tác. Tùy mục đích khác nhau mà bạn sẽ cần chuẩn bị nhiều loại giấy tờ khác nhau, nhưng về cơ bản bạn không thể thiếu các loại văn bản sau. Tờ khai xin visa Schengen, điền rõ ràng, ghi ngày và ký tên. 01 ảnh thẻ, kích thước 3.5x x cm, chụp phần đầu của đương đơn, chụp từ phía trước mặt, chụp gần thời điểm nộp đơn, nền trắng, đầu để trần. Bản chính bản sao tất cả các trang hộ chiếu còn hiệu lực. Được cấp không quá 10 năm, còn giá trị ít nhất 3 tháng sau ngày rời khỏi các nước thành viên Schengen, còn ít nhất 2 trang trắng. Bản chính bản sao sổ hộ khẩu. Cách điền tờ khai xin visa Pháp. Sử dụng mẫu đơn số SERFAN12160-01, tải tại đây, Trương Lộc ứng tiếng, xoay mình đi ra, ra tới ngoài, nhắc lại lời của đại nhân một lượt, tam ban thư lại nhất tề vào hầu. Amber áp A-N-O-A-G, bạn phải viết rõ ràng, ký tên. Tất cả thông tin sai lệch sẽ dẫn đến bị từ chối cấp visa. Các địa chỉ ở Pháp phải khai rõ, số, tên phố, thành phố và mã bưu điện. Phải khai hoàn toàn bằng tiếng Pháp hoặc Anh. Hướng dẫn tờ khai chi tiết xem tại Amber áp A-N-O-A-G trên phần trăm C4-90 in Johnson thi thúc ngan han như thế nào. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ xin visa Pháp. Theo chính sách visa Pháp, bạn nộp hồ sơ trực tiếp tại trung tâm tiếp nhận thị thực tờ lờ sờ contact tờ thay vì đại sứ quán Pháp. Trước khi đến nộp hồ sơ, bạn cần đặt lịch hẹn với tờ lờ sờ contact tờ qua một vài thông tin cần lưu ý về visa Pháp. Người làm visa Pháp phải cư trú hợp pháp tại Việt Nam. Hồ sơ xin visa Pháp phải nộp sớm nhất 3 tháng hay trễ nhất 15 ngày trước ngày dự định đi. Thời gian xem xét hồ sơ xin visa trung bình là 15 ngày. Các dữ liệu sinh chắc như dấu vân tay và ảnh kỹ thuật số được lấy tại thời điểm nộp hồ sơ. Người xin visa Pháp có thể được mời đến phỏng vấn và được yêu cầu cung cấp thêm giấy tờ nếu thấy cần thiết. Tất cả giấy tờ bằng tiếng Việt phải được dịch thuật công chứng tiếng Anh hoặc Pháp. Các giấy tờ khi nộp phải có kèm theo bản photo. Bản photo sẽ được ký xác nhận hợp lệ khi trình bản chính. Phòng visa chỉ giữ lại bản sao. Bản chính được trả lại ngay cho nộp hồ sơ. Các bản sao phải là cỡ giấy A4. Không chấp nhận văn bản là fax hay email. Thông tin chung về visa du lịch Pháp. Để đến Pháp, AI%AAEE. Lưu đại nhân nghe họ hỏi vậy. Ngay đến bản thân ông ta cũng không biết người này sống ở đâu. Chẳng qua ông ta chỉ là suy đoán. Chung như thủy và hồ đồ cũng học được kỵ mã, tuy kỹ thuật không tốt lắm. Hai người song song lên ngựa, hồ đồ phía trước. Bạn cần xin visa Schengen. Đây là loại visa cho phép bạn đi đến các quốc gia thành viên thuộc khối Schengen gồm Đức, Áo, Bỉ, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Estonia, Phần Lan, Pháp, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ý, Lithuania, Lithuania, Monte, Luxembourg, Na Uy, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Cộng hòa Séc, Slovakia, Slovenia, Thụy Điển, Thụy Sĩ. Trước khi xin visa, bạn cần xác định điểm đến chính, nơi bạn định lưu trú lâu nhất hoặc là nơi đầu tiên đặt chân đến. Trong trường hợp bạn xin visa Pháp thì Pháp sẽ là điểm đến chính trong lịch trình của bạn. Các giấy tờ không thể thiếu khi làm visa Pháp công tác. Tùy mục đích khác nhau mà bạn sẽ cần chuẩn bị nhiều loại giấy tờ khác nhau, nhưng về cơ bản bạn không thể thiếu các loại văn bản sau. Tờ khai xin visa Schengen, điền rõ ràng, ghi ngày và ký tên. 01 ảnh thẻ, kích thước 3.5x x cm, chụp phần đầu của đương đơn, chụp từ phía trước mặt, chụp gần thời điểm nộp đơn, nền trắng, đầu để trần. Bản chính bản sao tất cả các trang hộ chiếu còn hiệu lực. Được cấp không quá 10 năm, còn giá trị ít nhất 3 tháng sau ngày rời khỏi các nước thành viên Schengen, còn ít nhất 2 trang trắng. Bản chính bản sao sổ hộ khẩu. Cách điền tờ khai xin visa Pháp. Sử dụng mẫu đơn số SERFAN12160-01,
Tải tại đây, Trương Lộc ưng tiếng, xoay mình đi ra, ra tới ngoài, nhắc lại lời của đại nhân một lượt, tam ban thư lại nhất tề vào hầu. Amber áp a ơn o a g, bạn phải viết rõ ràng, ký tên. Tất cả thông tin sai lệch sẽ dẫn đến bị từ chối cấp visa. Các địa chỉ ở Pháp phải khai rõ, số, tên phố, thành phố và mã bưu điện. Phải khai hoàn toàn bằng tiếng Pháp hoặc Anh. Hướng dẫn tờ khai chi tiết xem tại Amber áp a ơn o a g trên phần trăm c 4.90 in John xin thi thúc ngan han như the nào. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ xin visa Pháp. Theo chính sách visa Pháp, bạn nộp hồ sơ trực tiếp tại trung tâm tiếp nhận thị thực tờ lờ sờ contact tờ thay vì đại sứ quán Pháp. Trước khi đến nộp hồ sơ, bạn cần đặt lịch hẹn với tờ lờ sờ contact tờ qua. Một vài thông tin cần lưu ý về visa Pháp. Người làm visa Pháp phải cư trú hợp pháp tại Việt Nam. Hồ sơ xin visa Pháp phải nộp sớm nhất 3 tháng hay trễ nhất 15 ngày trước ngày dự định đi. Thời gian xem xét hồ sơ xin visa trung bình là 15 ngày. Các dữ liệu sinh chắc như dấu vân tay và ảnh kỹ thuật số được lấy tại thời điểm nộp hồ sơ. Người xin visa Pháp có thể được mời đến phỏng vấn và được yêu cầu cung cấp thêm giấy tờ nếu thấy cần thiết. Tất cả giấy tờ bằng tiếng Việt phải được dịch thuật công chứng tiếng Anh hoặc Pháp. Các giấy tờ khi nộp phải có kèm theo bản photo. Bản photo sẽ được ký xác nhận hợp lệ khi trình bản chính. Phòng visa chỉ giữ lại bản sao. Bản chính được trả lại ngay cho nộp hồ sơ. Các bản sao phải là cỡ giấy A4. Không chấp nhận văn bản là fax hay email. Thông tin chung về visa du lịch Pháp. Để đến Pháp, AI%AAEE. Lưu đại nhân nghe họ hỏi vậy. Ngay đến bản thân ông ta cũng không biết người này sống ở đâu. Chẳng qua ông ta chỉ là suy đoán. Chung như thủy và hồ đồ cũng học được kỵ mã. Tuy kỹ thuật không tốt lắm. Hai người song song lên ngựa, hồ đồ phía trước. Bạn cần xin visa Schengen. Đây là loại visa cho phép bạn đi đến các quốc gia thành viên thuộc khối Schengen gồm Đức, Áo, Bỉ, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Estonia, Phần Lan, Pháp, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ý, Lithuania, Lithuania, Monte, Luxembourg, Na Uy, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Cộng hòa Séc, Slovakia, Slovenia, Thụy Điển, Thụy Sĩ. Trước khi xin visa, bạn cần xác định điểm đến chính, nơi bạn định lưu trú lâu nhất hoặc là nơi đầu tiên đặt chân đến. Trong trường hợp bạn xin visa Pháp thì Pháp sẽ là điểm đến chính trong lịch trình của bạn. Các giấy tờ không thể thiếu khi làm visa Pháp công tác. Tùy mục đích khác nhau mà bạn sẽ cần chuẩn bị nhiều loại giấy tờ khác nhau, nhưng về cơ bản bạn không thể thiếu các loại văn bản sau. Tờ khai xin visa Schengen, điền rõ ràng, ghi ngày và ký tên. Không một ảnh thẻ, kích thước 3.5x x cm, chụp phần đầu của đương đơn, chụp từ phía trước mặt, chụp gần thời điểm nộp đơn, nền trắng, đầu để trần. Bản chính bản sao tất cả các trang hộ chiếu còn hiệu lực. Được cấp không quá 10 năm, còn giá trị ít nhất 3 tháng sau ngày rời khỏi các nước thành viên Schengen, còn ít nhất 2 trang trắng. Bản chính bản sao sổ hộ khẩu. Cách điền tờ khai xin visa Pháp, sử dụng mẫu đơn số sơ pha N12160-01, tải tại đây, Trương Lộc ưng tiếng, xoay mình đi ra, ra tới ngoài, nhắc lại lời của đại nhân một lượt, tam ban thư lại nhất tề vào hầu. Amber áp a ơn o a g, bạn phải viết rõ ràng, ký tên, tất cả thông tin sai lệch sẽ dẫn đến bị từ chối cấp visa, các địa chỉ ở Pháp phải khai rõ, số, tên phố, thành phố và mã bưu điện. Phải khai hoàn toàn bằng tiếng Pháp hoặc Anh. Hướng dẫn tờ khai chi tiết xem tại Amber áp a ơn o a g trên phần trăm c 4.90 in John xin thi thúc ngan han như the nào. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ xin visa Pháp. Theo chính sách visa Pháp, bạn nộp hồ sơ trực tiếp tại trung tâm tiếp nhận thị thực tờ lờ sờ contact tờ thay vì đại sứ quán Pháp. Trước khi đến nộp hồ sơ, bạn cần đặt lịch hẹn với tờ lờ sờ contact tờ qua. Một vài thông tin cần lưu ý về visa Pháp. Người làm visa Pháp phải cư trú hợp pháp tại Việt Nam. Hồ sơ xin visa Pháp phải nộp sớm nhất 3 tháng hay trễ nhất 15 ngày trước ngày dự định đi. Thời gian xem xét hồ sơ xin visa trung bình là 15 ngày. Các dữ liệu sinh chắc như dấu vân tay và ảnh kỹ thuật số được lấy tại thời điểm nộp hồ sơ. Người xin visa Pháp có thể được mời đến phỏng vấn và được yêu cầu cung cấp thêm giấy tờ nếu thấy cần thiết. Tất cả giấy tờ bằng tiếng Việt phải được dịch thuật công chứng tiếng Anh hoặc Pháp. Các giấy tờ khi nộp phải có kèm theo bản photo. Bản photo sẽ được ký xác nhận hợp lệ khi trình bản chính. Phòng visa chỉ giữ lại bản sao. Bản chính được trả lại ngay cho nộp hồ sơ. Các bản sao phải là cỡ giấy A4.
không chấp nhận văn bản là fax hay email. Thông tin chung về visa du lịch Pháp, để đến Pháp, AI%AAEE. Lưu đại nhân nghe họ hỏi vậy, ngay đến bản thân ông ta cũng không biết người này sống ở đâu. Chẳng qua ông ta chỉ là suy đoán, chung như thủy và hồ đồ cũng học được kỵ mã, tuy kỹ thuật không tốt lắm. Hai người song song lên ngựa, hồ đồ phía trước. Bạn cần xin visa Schengen, đây là loại visa cho phép bạn đi đến các quốc gia thành viên thuộc khối Schengen gồm Đức, Áo, Bỉ, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Estonia, Phần Lan, Pháp, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ý, Lithuania, Lithuania, Monte, Luxembourg, Na Uy, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Cộng hòa Séc, Slovakia, Slovenia, Thụy Điển, Thụy Sĩ. Trước khi xin visa, bạn cần xác định điểm đến chính, nơi bạn định lưu trú lâu nhất hoặc là nơi đầu tiên đặt chân đến. Trong trường hợp bạn xin visa Pháp thì Pháp sẽ là điểm đến chính trong lịch trình của bạn. Các giấy tờ không thể thiếu khi làm visa Pháp công tác. Tùy mục đích khác nhau mà bạn sẽ cần chuẩn bị nhiều loại giấy tờ khác nhau, nhưng về cơ bản bạn không thể thiếu các loại văn bản sau. Tờ khai xin visa Schengen, điền rõ ràng, ghi ngày và ký tên. Không một ảnh thẻ, kích thước 3x5cm, chụp phần đầu của đương đơn, chụp từ phía trước mặt, chụp gần thời điểm nộp đơn, nền trắng, đầu để trần. Bản chính bản sao tất cả các trang hộ chiếu còn hiệu lực. Được cấp không quá 10 năm, còn giá trị ít nhất 3 tháng sau ngày rời khỏi các nước thành viên Schengen, còn ít nhất 2 trang trắng. Bản chính bản sao sổ hộ khẩu. Cách điền tờ khai xin visa Pháp. Sử dụng mẫu đơn số sơ pha N12160-01, tải tại đây, Trương Lộc ứng tiếng, xoay mình đi ra, ra tới ngoài, nhắc lại lời của đại nhân một lượt, tam ban thư lại nhất tề vào hầu. Amber áp A-N-O-A-G, bạn phải viết rõ ràng, ký tên, tất cả thông tin sai lệch sẽ dẫn đến bị từ chối cấp visa, các địa chỉ ở Pháp phải khai rõ, số, tên phố, thành phố và mã bưu điện, phải khai hoàn toàn bằng tiếng Pháp hoặc Anh. Hướng dẫn tờ khai chi tiết xem tại Amber app ANOAG trên %C4%90 in John xin thi thúc ngan han như thế nào. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ xin visa Pháp. Theo chính sách visa Pháp, bạn nộp hồ sơ trực tiếp tại trung tâm tiếp nhận thị thực tờ LS contact tờ thay vì đại sứ quán Pháp. Trước khi đến nộp hồ sơ, bạn cần đặt lịch hẹn với tờ LS contact tờ qua một vài thông tin cần lưu ý về visa Pháp. Người làm visa Pháp phải cư trú hợp pháp tại Việt Nam. Hồ sơ xin visa Pháp phải nộp sớm nhất 3 tháng hay trễ nhất 15 ngày trước ngày dự định đi. Thời gian xem xét hồ sơ xin visa trung bình là 15 ngày. Các dữ liệu sinh chắc như dấu vân tay và ảnh kỹ thuật số được lấy tại thời điểm nộp hồ sơ. Người xin visa Pháp có thể được mời đến phỏng vấn và được yêu cầu cung cấp thêm giấy tờ nếu thấy cần thiết. Tất cả giấy tờ bằng tiếng Việt phải được dịch thuật công chứng tiếng Anh hoặc Pháp. Các giấy tờ khi nộp phải có kèm theo bản photo. Bản photo sẽ được ký xác nhận hợp lệ khi trình bản chính. Phòng visa chỉ giữ lại bản sao. Bản chính được trả lại ngay cho nộp hồ sơ. Các bản sao phải là cỡ giấy A4. Không chấp nhận văn bản là fax hay email.